Chào mừng các em đến với kênh Khải Liên trong bài giảng. Hôm nay Khải sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trong sách bài tập toán lớp 6 sách cánh diều nhé. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liên, nếu các em khai quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liên để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm tiếp bài 4 phép nhân phép chia các số tự nhiên. Hôm nay mình sẽ học tiết số 3. Mình sẽ làm tiếp câu 31 đặc tính giờ tính nha. Giờ như giờ câu A, 5292 mình sẽ chia cho 12. Giờ như vậy trước hết mình sẽ lấy 52 chia 12 thì sẽ được là 4, đúng không? 4 nhân cho 12 thì bằng bao nhiêu? 4 nhân cho 12 là 48. 52 mà trừ cho 48 thì còn lại là số 4. Mình hạ số 9 xuống mình sẽ được là 49. 49 chia cho 12 thì bằng bao nhiêu? 49 chia 12 cũng được 4. Vì 4 nhân cho 12 là 48. 49 trừ 48 thì còn 1. Hạ số 2 xuống mình sẽ được 12. 12 chia 12 thì được 1, đúng không? Giờ 1 nhân cho 12 là 12. 12 chia 12 bằng 0. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 441. Tiếp theo sẽ là câu B. 534.127 mình sẽ chia cho 11, đúng không? Trước hết mình sẽ lấy 53 chia cho 11. 53 chia cho 11 thì được bao nhiêu? Sẽ được là 4. 4 nhân cho 11 là 44. 53 mà trừ 44 thì còn lại là số 9. Mình hạ số 4 xuống thì mình sẽ được là 94. 94 chia cho 11 thì bằng bao nhiêu? Thì được 8, đúng không? 8 nhân cho 11 là 88. 94 trừ 88 thì còn lại là số 6. Đúng không? Hạ số 1 xuống mình sẽ được là 61. 61 chia cho 11 thì bằng bao nhiêu? 61 chia cho 11 thì được là 5. Đúng không? 5 nhân cho 11 là 55. 61 mà trừ 55 thì còn bao nhiêu? Thì được 6, đúng không? Hạ số 2 xuống mình sẽ được là 62. 62 mà chia cho 11 thì cũng được là 5, đúng không? 5 nhân cho 11 là 55. 62 trừ 55. 62 trừ 55 thì còn 7, đúng không? Hạ số 7 xuống mình sẽ được 77. 77 trừ 11 thì bằng thì được 7, đúng không? 7 nhân cho 11 là 77. 77 trừ 77 hết bằng 0, đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 48.557 nhé. Giờ tiếp theo là câu C, 9564 mình sẽ chia cho 123. Như vậy trước hết mình sẽ lấy 956 mình sẽ chia cho 123 thì được bao nhiêu? Được 7, đúng không? Giờ mình sẽ lấy 7 nhân cho 123. Sẽ bằng 861. Giờ mình lấy 956 trừ cho 861 thì sẽ được là 95. Đúng rồi. Giờ hạ số 4 xuống thì mình được là 954. 954 mình sẽ chia cho 123 thì cũng được là 7, đúng rồi. Như là 7 nhân cho 123 thì sẽ bằng 861. Giờ 954 mà trừ cho 861 thì sẽ bằng 93, đúng rồi. Như vậy kết quả của phép chia sẽ là 77 và dư là 93. Giờ tiếp theo là câu D. Như vậy là 209.943 mình sẽ chia cho 321 nhé. Giờ như vậy là mình sẽ thực hiện phép chia. Trước hết mình sẽ lấy 2099 chia cho 321 thì sẽ được bằng được 6. Giờ 6 nhân cho 321. Như vậy kết quả là 1926. Giờ mình sẽ lấy 2099 chia cho 1926 sẽ bằng bao nhiêu?
Kết quả dư 173. Đúng rồi. Hạ số 4 xuống thì mình sẽ được là 1734. Mình sẽ chia tiếp cho 321. Giờ như vậy là 1734 chia cho 321 sẽ được là số 5. Giờ mình sẽ lấy 5 nhân cho 321 sẽ bằng 1601. 1734 mà trừ cho 1605 thì sẽ dư là 129. Hạ số 3 xuống mình sẽ được là 1293. Mình sẽ chia tiếp cho 321. Như vậy kết quả là được 4 đúng không? Giờ mình sẽ lấy 4 nhân cho 321 sẽ bằng là 1208. Giờ mình lấy 1293, mình sẽ trừ cho 1284 thì sẽ là dư 9 đúng không? Giờ như vậy kết quả sẽ là dư 9. Giờ như vậy là mình xong câu 31 nha. Giờ câu 31 có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu 32. Giờ tiếp theo là câu 32. Một thư viện cần xếp 5628 quyển sách vào các giá sách. Mỗi giá sách có 11 ngăn. Mỗi ngăn có thể xếp 32 quyển sách. Cần ít nhất 3 bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách trên? Như vậy là ở đây mình sẽ có mỗi giá sách là 11 ngăn. Mỗi ngăn có 32 quyển sách. Như vậy trước hết mình sẽ tính số sách có thể xếp được trên mỗi giá là bao nhiêu, bằng cách lấy 32 nhân cho 11. Rồi sau đó mình lấy 5628 mình chia cho số sách có thể xếp trên một giá, thì mình sẽ biết được là cần bao nhiêu giá để xếp tổng bộ số sách đó đúng không? Giờ thầy sẽ làm. Trước hết mình sẽ tính số sách. Có thể ship được trên mỗi giá mà. Như vậy mình sẽ lấy 32 nhân cho 11. 32 nhân cho 11 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 352 đúng không? Quyển. Giờ bây giờ mình sẽ thực hiện phép chia. Mình sẽ lấy 5628 mình sẽ chia cho 352 xem bằng bao nhiêu nha. Ta chọn. Năm nghìn sáu trăm hai mươi tám mà chia cho 352. Giờ mà các em bấm máy tính xem bằng bao nhiêu nhé. 5628 chia cho 352 thì mình thấy là kết quả sẽ là 15 phẩy mấy đúng không? Ở đây mình lấy 15 thôi. Giờ sau đó mình lấy 15 nhân cho 352 thì mình thấy là bằng 5280. Bây giờ mình sẽ lấy 5628 trừ cho 5280 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 348. Như vậy có nghĩa là dư 348 đúng. Như vậy mình sẽ cần 15 giá sách cộng thêm một giá sách nữa để ship 348 quyển này vào nữa đúng không?
Như vậy mình sẽ cần ít nhất là 16 16 giá sách nhé. Giờ như mình kết luận là vậy, phải cần ít nhất 16 giá sách. Để ship hết 5.628 quyển sách. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu 32, mình sẽ qua tiếp câu 33 nhé. Giờ tiếp theo là câu 33. Có 1.000 cán bộ, công nhân viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tham gia ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7 tháng 4. Mỗi người hiến máu là 450 ml máu của mình. Với số máu được hiến tặng trên sẽ cấp cứu được bao nhiêu bệnh nhân? Biết rằng trung bình là mỗi bệnh nhân sẽ cần đến 1.500 ml máu nha. Giờ như vậy ở đây người ta nói là có 1.000 cán bộ công nhân viên, mỗi người sẽ hiến tặng là 450 ml máu. Giờ trước hết mình sẽ tính xem 1.000 cán bộ công nhân viên đó đã hiến tặng lượng máu là bao nhiêu, bằng cách lấy 450 nhân cho 1.000. Giờ sau đó ta lấy tổng lượng máu mình chia cho 1.500 thì mình sẽ biết được là với số máu đó sẽ hiến tặng được, cấp cứu được bao nhiêu bệnh nhân, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu 33 nhé. Như vậy là 1.000 cán bộ công nhân viên đã hiến tặng lượng máu là 450, mình sẽ nhân cho 1.000. Đúng rồi, 450 nhân cho 1.000 sẽ được 450.000. Đúng rồi. Đơn vị sẽ là ml. Giờ như là mà người ta hỏi là với số máu được hiến tặng sẽ trên sẽ cấp cứu được bao nhiêu bệnh nhân, thì mình trả lời là với số máu được hiến tặng trên sẽ cấp cứu được số bệnh nhân lại giờ như mà sẽ lấy 450.000, mình sẽ chia cho 1.500, đúng không? Như kết quả là 300 bệnh nhân. Như vậy qua mà với đường máu trên sẽ cấp cứu được là 300 bệnh nhân, đúng không? Giờ như vậy mình xong câu 33, mình sẽ qua tiếp câu 34. Tiếp theo là câu 34. Bạn Tú cần mua hai đôi giày thể thao có giá niêm yết là 810.000 đồng và một đôi nữa sẽ đơn giá sẽ là 1.290.000 đồng. Cửa hàng A sẽ giảm nửa giá các loại giày trên và cửa hàng B là khuyến mãi các loại giày đó. Nếu mua một đôi giày thì sẽ tặng một đôi giày tùy chọn, nhưng mà giá sẽ không được hơn đôi giày đã mua, đúng không? Có nghĩa là nếu bạn đó mua đôi giày một giá 1.290.000 đồng thì bạn đó chỉ chọn một đôi giày 810.000 đồng thôi, đúng không? Chứ là nếu mà bạn đó mua 810 thì không chọn được đôi giày 1.290.000 đồng, đúng không? Bạn Tú nên mua giày ở cửa hàng nào thì sẽ có giá rẻ hơn, đúng không? Giờ như vậy mình trước hết mà sẽ tính xem
Nếu bạn tối mua hai đôi giày ở cửa hàng A thì số tiền phải trả là bao nhiêu chứ, đúng không? Nếu bạn tối mua hai đôi giày ở cửa hàng A thì phải trả số tiền là bao nhiêu, mình sẽ tính vậy. Như vậy là cửa hàng A là giảm nửa giá, có nghĩa là mình sẽ lấy 800, 10.000 mình sẽ chia cho 2, đúng không? Giảm còn phân nửa, cộng cho 1.290.000 đồng cũng chia cho 2 luôn. Giờ xem bằng bao nhiêu nhé. Giờ 810 chia cho 2 cộng cho 1.290.000 chia cho 2, như kết quả là 1.050.000 đồng, đúng không? Giờ bây giờ nếu mà mua ở cửa hàng B thì bạn đó phải mua đôi giày giá 1.290.000 đồng để được tặng đôi giày giá 110.000 đồng, đúng không? Giờ như vậy là vì 810.000 đồng sẽ nhỏ hơn 1.290.000 đồng, đúng không? Nên để mua được hai đôi giày trên ở cửa hàng B theo khuyến mại thì bạn Tú nên mua đôi giày giá 1.290.000 đồng đúng này, để được khuyến mãi đôi giày giá 810.000 đồng, đúng này. Do đó nếu bạn Tú mua hai đôi giày ở cửa hàng B thì phải trả số tiền là 1.290.000 đồng, đúng không? Giờ như là mình thấy là cửa hàng A là chỉ trả 1.050.000 đồng, còn cửa hàng B là phải trả đến 1.290.000 đồng. Như mình kết luận là bạn Tú nên mua giày ở cửa hàng A thì sẽ có giá rẻ hơn, đúng không? Như vậy mình kết luận là vậy, bạn Tú nên mua giày ở cửa hàng này để có giá vẻ dễ hơn, đúng không?
Giờ như vậy là mình xong câu 34 nha. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Những câu còn lại của bài giảng hôm nay, của bài hôm nay thầy sẽ làm bài video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.